chào các bạn, mình là Xuân Mai. Bữa nay mình giới thiệu với các bạn mình sẽ làm hai món, đó là chè xoài và xôi xoài. Tại nhà mình có xoài cát chín đây, rồi hôm nay mình sẽ làm món chè xoài là gồm có xoài, bột bán, nấm tuyết đó, và sữa tươi, nước cốt dừa, và mình nấu với đường phèn. Ngoại nấu chè xoài cho tụi con ăn nè. Ngoại nấu dừa để ngoại nấu chè cho ăn. Chút nữa chừng nào có cái gì dễ cho con làm. Không, con làm cái đó không có được. Cái dừa nhỏ mà nó dày cơm hết sức luôn nè. Nhỏ mà thiệt là dây cơm. Cái gì coi? Con mới thiết kế ra một cái một câu nữa. Một câu làm gì? Con câu gì? Con lấy sợi dây con cột quá trời luôn. Cái sòng con mấy cái cây trong chấm vô á. Nấu chè này thì mình có nước cốt dừa với lại sữa tươi nấu chung với nhau. Nè, cái này mình nấu chè xoài này theo của bên Thái Lan. Bột bán mình ngâm nãy giờ đây, nó đã nở rồi, bây giờ mình chút ra để mà mình bắt nước lên mình luộc bột bán, đừng cho nó không có cái mùi bột á, mình nấu vô chè nó sẽ ngon hơn. Đây, nấm tuyết mình ngâm nãy giờ đây nó cũng đã nở ra đây, chút nữa mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra để mình để vô chè đó. Bây giờ mình sẽ đi nhúm lửa nấu nước để mà luộc bột bán. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bịch sữa tươi này mình để vô, để vô nồi để mà mình để đường vô, tại vì mình nấu bằng đường đường phèn, thành ra mình không có nấu trên cái lửa lớn được,
bắt buộc bây giờ mình sẽ để đường phèn với lại nước sữa và nước cốt để vô đây để cho nó tan từ từ, rồi chút nữa mình sẽ để lên mình nấu cho nó nhanh. Này là mình nấu liều lượng là một trái xoài xay sinh tố vô đó, rồi một trái thì mình cắt để trên, thì mình sẽ dùng cho cái nồi chè này là 300g đường, 300g đường đường phèn đó, mình để đây để mà một chút nữa cho nó tan ra rồi mình mới bắt lên mình nấu lửa nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nấm tuyết ra, mình cắt nấm tuyết ra để đây để một hộp nó dần giòn, ăn như chè nó có cái đặc trưng của nó là nó giòn nó ngon. Mình cũng không có cắt trọn nhỏ quá, ăn nó có độ giòn. Nước đã sôi, mình sẽ để bột bán vô để mình luộc. Mình luộc bột bán như vậy là để cho nó bột bán nó không có khẳng cái mùi của bột đó. Mình nấu vô chè thì nó sẽ dễ ăn hơn. Đó, mình luộc bột bán khoảng chừng 5 phút là mình vớt ra. Vớt ra rồi mình mới nấu lại trong nước sữa và nước cốt dừa. Rồi bây giờ bột bán của mình nó đã chín rồi nè, mình luộc như vậy là nó đã qua cái xả cái nước bột của bột bán ra cái mùi khẳng của bột của bột bán đó. Khi mình đã vớt ra đó, bột bán ra thì mình sẽ ngâm vô nước đá. Sẽ ngâm vô nước đá như vậy để cho bột bán nó không có bị dính lại, nó không có bị kết dính lại. Mình sẽ ngâm vô cái tô nước đá vậy đây. Rồi, bây giờ còn lửa mình sẽ bắt cái nồi nước đường với lại sữa hồi nãy đó, mình để lên đây. Mình để lửa cho thật là nhỏ thôi. Để mình đi gọt xoài để mình xay sinh tố, tại vì mình nếu mình nấu lửa lớn thì nó cũng sẽ bị khét. Thành ra mình để lửa cho nhỏ vậy để cho nó tan đường từ từ thôi. Mình cắt mình để vô đây để mà mình xay sinh tố để mà mình để vô nấu chè xoài đó, để nó có cái màu vàng của xoài thật là đẹp và cái mùi thơm của xoài cát Hòa Lộc. Một miếng nước cốt vô để mình xay. Rồi bây giờ mình sẽ chút cái bột bán nãy giờ mình ngâm ra đó để mình để vô cái nồi mình nấu. Mình sẽ cho bột bán vô. Rồi kế tiếp nữa mình mới cho nấm vô. Bây giờ đã nấu nó tan đường rồi, bây giờ mình sẽ cho bột bán vô đây. Kế tiếp là mình sẽ cho nấm vô. Cho cái nấm tuyết hồi nãy mình cắt đó, mình sẽ dằn vô một miếng muối. Tại vì chè ngọt mình phải dằn một miếng muối để cho nó ngọt đậm đà hơn, chứ nếu mình không dằn muối thì sôi lên một chút rồi mình sẽ để cái xoài xay sinh tố của mình vô. Cái này mình cắt hạt lựu để mà mình để vô chè đó.
Cái này là mình xắt hạt lựu để hồi nữa gần nhắc xuống là mình thả vô chè nữa đó. Chè này mình có thể ăn nóng, ăn lạnh gì cũng được hết. Ai thích ăn chè nóng thì ăn, ai thích chè lạnh thì ăn. Bây giờ mình sẽ để cái xài mình xay sinh tố hồi nãy đó, mình để chung vô luôn để nó có cái màu vàng của xài và mùi thơm của xài cát Hòa Lộc đây. Mình sẽ quậy đều lên, nó có cái màu vàng của xài. Đây, nó có màu vàng của xài đây. Cho nó sôi lên cái rồi mình mới để xoài cát, xoài sắc hột lựu vô. Rồi bây giờ nó đã sôi, bây giờ mình sẽ để cái phần xoài mình sắc hột lựu nãy giờ đó vô. Rồi sẽ cho nó sôi lên lại một cái nữa, mình chế nước cốt vô nữa là xong. Rồi mình sẽ cho vô miếng nước cốt nữa là xong rồi đó. Giờ mình sẽ nhắc xuống. Đã để nước cốt vô rồi, nhưng mình thêm một miếng nước cốt sống lên nữa để cho nó béo ngậy thêm luôn. Đó. Qua vô ly để mà làm mà ăn chè lạnh đây, tại vì cái này mình có thể là ăn nóng ăn lạnh được hết. Bây giờ mình sẽ bắt nhúm lửa bắt lên, mình nấu cái nồi sôi xoài đây. Mình nấu nồi sôi xoài. Cái này mình xay sinh tố để mình thắng với để vô cái sôi xoài đây. Rồi mình cắt lá dứa này để vô mình xay để mình làm màu xanh lá dứa của xôi xoài đây. Mình có trồng đấm lá dứa, dứa lá nhỏ này thật là ngon. Này sắc lá dứa để một phần mình xay sinh tố để mình lấy cái màu xanh mình nấu xôi đây. Màu xanh của lá dứa, màu vàng của xoài là mình làm xôi xoài hai màu. Nếp của mình bây giờ nó đã bắt ra đầu sôi đây, mình có thể chắc gần chắc nước được rồi đó. Theo cái sôi như vậy á, thì người ta có thời gian á, thì người ta sẽ ngâm trước một đêm lá cẩm hoặc lá dứa, rồi bữa sau người ta mới sôi cách thủy. Nhưng mà tại mình ăn liền, thành ra mình nấu theo cái kiểu cấp tốc, là mình nấu sôi chứ mình không có sôi. Là mình nấu là mình do nếp mình nấu thôi chứ mình không có sôi. Nếp nó đã chín rồi, nó nở rồi đây. Bây giờ mình sẽ chắt nước. Đây là những cọng lá dứa mình để vô cho nó thơm.
cắt cho nó thật là ráo. Đây một chút, một bên mình sẽ trộn xoài, còn một bên mình sẽ trộn lá dứa, mình làm xôi hai màu. Rồi bây giờ mình đã chắc nước xong, mình để cho nếp nó chín. Rồi một chút nữa mình sẽ dỡ nắp ra, mình sẽ trộn nửa bên là xoài và nửa bên là màu xanh lá dứa mình đã xay và mình lượt rồi đây. Đó, mình sẽ làm hai màu. Bây giờ mình sẽ dỡ cái nồi xôi ra để mà mình trộn hai cái màu vô. Đây, mình sẽ ngăn làm đôi ra. Mình trộn một bên là xoài. Đây, mình rưới xoài mình trộn vô. Đây, một bên mình sẽ trộn xoài vào đây. Bếp xoài một bên vào đây. Bây giờ mình sẽ tới màu xanh lá dứa đây. Đây, màu xanh lá dứa. Rồi, thêm màu xanh lá dứa nè. Bây giờ mình để đây sâu cho nó chín, mình sẽ thắng nước cốt. Thắng nước cốt của xoài và thắng nước cốt của lá dứa. Để hồi nữa mình rưới lên mặt của cái xôi. Đây là nước cốt mình thắng là xoài mình xay sinh tố đây nè. Nó thành ra nó có màu vàng của xoài rồi đây. Rồi một hồi mình sẽ thắng cái sau là nước cốt lá dứa để mình chế lên bên cái xôi lá dứa. Đó. Mình sẽ nhắc xuống và mình sẽ thắng kế tiếp. Bây giờ mình đã thắng nước cốt của lá dứa xong rồi đây. Nước cốt của lá dứa này. Rồi, hai màu đẹp quá. Cái màu xanh đây. Rồi. Sâu đã chín, bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Nhắc xuống này.
tôi nó đã nguội rồi đây. Trái đu đủ sẽ màu xanh. Xôi chín rồi nè con, ở đây hồi bố làm rồi ăn với bố ha. Xôi xôi Thái Lan nè, với bò nữa ha bà ha. Này ngoại làm xôi Thái Lan, chè Thái Lan đây cho tụi con ăn đây. Qua mai đu đủ màu xanh, qua mai màu vàng. Đó, bố sẽ làm hai màu đây. Màu vàng là từ xôi chín, còn đu đủ màu xanh là từ lá dứa. Đó. Đây. Màu vàng của hoa mai sự may mắn đây. Còn đu đủ là cho nó đầy đủ hết hết con ha, quanh năm mình được đầy đủ ha. Đây là phần mình trang trí cho em này. Chè xoài này thì mình có thể ăn chè nóng hoặc chè lạnh cũng được. Xôi xoài thì khi mình ăn mình sẽ rưới nước cốt lên. Mình đã nấu nước cốt rồi nhưng mà mình ăn mình rưới lên thêm cho nó béo. Đây là mình làm cái khuôn hình trái đu đủ và hoa mai. Món ăn chè xoài và xôi xoài của mình đã hoàn thành đây. Các bạn thấy thích hãy đăng ký vào kênh của mình, chia sẻ và bấm nút like giùm. Các bạn giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây, rồi cái này nước cốt của xoài, cái này nước cốt của cái này đây. Rồi, để bà Út múc một miếng chè xoài bà Út ăn ngay ngang. Này. Vô thưởng ơi. Rồi, mời cả nhà mình cùng ăn nha. Ngọt của xoài. Béo của sữa tươi, nước cốt dừa và ngon của bột bán. Ăn chè cùng với xôi là hợp lý quá rồi. Hả Nhi? Ngon vàng. À, ngon quên. Bà.